Đề nghị tới những vị khách tham gia EcoFest 2019. Ban tổ chức EcoFest 2019 có một thỉnh cầu tới các khách mời mang theo 2 đến 3 cân đất màu mỡ chưa bị tác động bởi sự cày xới, phân bón, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. Đất phải có độ ẩm tự nhiên, không bị phơi khô, với tất cả các khu hệ vi sinh vật tự nhiên, các loài côn trùng và giun đất, rễ và hạt thực vật, vân vân. Chúng tôi xin giải thích tại sao cần điều đó. Tại Eco Technopark, một ngân hàng đặc biệt đã được tạo ra để lưu giữ đất và các vi sinh vật đất, trong đó lên kế hoạch thu thập được sự đa dạng tối đa các mẫu từ những khu vực khác nhau trên thế giới. Những vi sinh vật đất ấy, trong một cân đất màu mỡ như đất đen có khoảng 1 tỷ vi sinh vật thuộc vài ngàn loài khác nhau, sẽ tham gia vào quá trình tạo thành mùn tàn tích độc đáo, có thể sử dụng để phục hồi bất kỳ loại đất nào, trong đó có cả cát sa mạc. Mùn đó là vật chất hữu cơ của đất, nền tảng của sự màu mỡ của nó. Hiện nay, phòng thí nghiệm nghiên cứu kỹ thuật nông nghiệp của công ty công nghệ đường dây đã phân lập được những nhóm vi sinh vật đất có giá trị nông học, bao gồm khoảng 1.000 loài từ các mẫu đất tại Belarus, Ukraine và Nga, để sử dụng chúng không chỉ cho việc thu được mùn mà cả việc đưa chúng vào đất, nâng cao độ màu mỡ của đất. Tại EcoFest 2019 sẽ có những vị khách đến từ hàng chục quốc gia trên thế giới. Số đất màu mỡ tự nhiên mà họ mang tới sẽ là tư liệu giá trị cho hoạt động tương lai của các nhà khoa học hướng tới bảo tồn và cải thiện tình trạng môi trường trên hành tinh. Tình trạng sinh thái của đất là tấm gương phản chiếu không chỉ bộ mặt vật chất mà còn cả tinh thần của con người. Chính con người chịu trách nhiệm không chỉ đối với trạng thái của đất mà của toàn bộ trái đất và vũ trụ nói chung. Như đã từng được nói bởi nhà khoa học người Nga Dokuchaev, người sáng lập ra bộ môn khoa học di truyền thổ nhưỡng, đất màu mỡ với các vi sinh vật sống trong nó, đó là hệ thống miễn dịch của sinh quyển trái đất chúng ta. Nhưng ngày nay con người đang sử dụng những phương thức hoạt động nông nghiệp ồ ạt, đưa vào quá nhiều phân bón hóa học, không tuân thủ nguyên tắc luân canh. Điều này gây nên nhiều loại hình xói mòn đất, sa mạc hóa và thiếu hụt mùn, tiêu diệt các vi sinh vật, thoái hóa đất, các sản phẩm lương thực và kết quả cuối cùng là cả con người. Con người giết chết hệ miễn dịch của hành tinh bằng sự cày bừa, thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu, không cần phải tới Thế chiến thứ ba để chúng ta có thể bị hủy diệt. Khi hệ miễn dịch trên hành tinh biến mất, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện đại dịch. Khi ấy không gì cứu được chúng ta, dù là hòn đảo tư hữu ngoài đại dương, tàu ngầm tư nhân, Boeing với tên lửa phòng thủ, nhân loại sẽ biến mất rất nhanh, theo các thước đo lịch sử, điều đó là ngay lập tức. Phục hồi sự màu mỡ tự nhiên của đất bằng mùn tàn tích, đó là một phần ý tưởng Skyway và là một trong những nhiệm vụ ưu tiên đối với những nhà sáng lập vận tải đường dây. Nếu chúng ta xây dựng một tuyến đường dây vút trên cao, đi trên không, bởi vì thế nên nó gọi là đường trên không Skyway, thì xin hãy cho biết điều gì phải đặt dưới nó trên toàn bộ chiều dài. Chúng ta nói tuyến đường trên không phải đi trên những khu vườn và những cánh đồng nở hoa, những vườn nho và những khu rừng, những bể ong và những bãi chăn thả. Khi đó xuất hiện một câu hỏi, vâng, trên đất màu mỡ thì có thể thực hiện được điều đó, còn ở sa mạc và lãnh nguyên thì sao? Làm sao biến phần đất ấy thành tấm thảm hoa địa đàng bên dưới tuyến đường? Câu hỏi được đặt ra bởi nhà sáng lập vận tải đường dây Anatoly Yunitsky, và ở đây chắc chắn vai trò quan trọng là sinh học và vi sinh vật học, hóa học hữu cơ và những môn khoa học tự nhiên khác, và tất cả trong trường hợp Skyway tiến hóa xa hơn, trình diễn được cách tiếp cận tiên tiến. Dưới sự lãnh đạo của Anatoly Yunitsky và công nghệ mà ông phát triển, các chuyên gia của công ty đang thực hiện một nhiệm vụ đầy hoài bão và độc đáo, kết nối khoa học năng lượng. Về cơ bản là lý thuyết và thực tiễn tiêu thụ năng lượng tự nhiên với hóa học và sinh học, nghiên cứu các khả năng chuyển đổi và nhân lên nhiều lần các vật chất và sinh vật tự nhiên. Như vậy, nếu kết hợp công nghệ sản xuất công nghiệp mùn tàn tích từ than nâu và đá phiến với năng lượng học, có thể nhận được hàng triệu và hàng tỷ tấn nguyên liệu. Những nguyên liệu cần thiết để tăng độ màu mỡ của đất và trong đó chuyển đổi năng lượng theo cách làm tối thiểu hóa tác động có hại của nó tới môi trường. Ví dụ, các chất thải từ việc đốt than tại các nhà máy nhiệt điện sẽ được đưa tới sản xuất mùn. Nó sẽ được đưa vào đất đai khu vực
vực xung quanh và đảm bảo sự màu mỡ của đất. Còn các chất thải nhiệt sẽ không bị thải ra khí quyển một cách vô nghĩa mà được đem đi làm ấm các nhà kính nông nghiệp tại đó. Bởi chính than, trước đó là một cái cây, hấp thụ mọi chất cần thiết cho cuộc sống của mình. Gần như toàn bộ bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Mendeleev từ đất đai cổ xưa, còn năng lượng lấy từ mặt trời đã tỏa 100 năm. Và quá trình ấy có thể đảo ngược, chẳng cần bất kỳ cỗ máy thời gian nào, bằng cách đưa năng lượng của mặt trời trước đây hấp thụ vào nhà máy điện và tái tạo đất đai tàn tích, trả lại toàn bộ phần khoáng chất than trong nó. Những nhà máy điện than truyền thống hoạt động theo logic này sẽ trở thành các trung tâm, ốc đảo nở hoa, hạ tầng của chúng sẽ phục vụ các tổ hợp vận tải Skyway. Hiện nay đó không chỉ là một giải pháp môi trường độc đáo, mà còn là một dự án kinh doanh đầy hoài bão trị giá hàng trăm tỷ đô. Trong tương lai, khi nhu cầu đối với vận tải thế hệ cũ hoàn toàn không còn, công nghệ được phát triển bởi Skyway sẽ cho phép giải phóng và phục hồi những khoảng đất chết mà con người đã tạo ra dưới đường nhựa và đường tàu. Trả lại tự nhiên nhiều hơn điều mà chúng ta phải lấy đi từ nó, đó là một trong những nguyên tắc chính của hệ tư tưởng Anatoly Yunitsky và Skyway. Cho mỗi mét vuông sử dụng để xây dựng, trả lại 3 mét vuông đất đai màu mỡ trên các nóc nhà và tầng cao xanh của tất cả các công trình hạ tầng đường dây, các nhà ga, trạm dừng, depot. Ý tưởng chuỗi đô thị Skyway cũng lấy cơ sở là nguyên tắc ấy, đó là hình thức sinh sống trong tương lai, khi đó dưới mặt đất được sử dụng để đi bộ và cho thảm thực vật xanh. Còn các tuyến đường vận tải, năng lượng và thông tin được đặt trên cao khỏi mặt đất, trên cấp 2. EcoFest thu hút hàng ngàn người cùng chung chí hướng từ các quốc gia khác nhau, những người không bàng quan với các vấn đề môi trường và tin tưởng rằng tương lai sẽ dành cho loại hình vận tải thân thiện môi trường trên toàn thế giới. Xung quanh các tuyến đường dây sẽ là không khí trong lành và đất đai màu mỡ, những khu vườn nở hoa. Một vài giỏ đất mà bạn mang tới EcoFest sẽ là đóng góp của bạn vào việc thực hiện sứ mệnh này.